Ồ, Bồ Tát Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư vị thánh văn đệ tử. Kính chào cho tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một pháp cần thắng tri. Và pháp cần được thắng tri đó, một câu nói rất là thông thường mà chúng ta đã nghe. Sati sata ahara pitika, tất cả chúng sanh được tồn tại do vật thực. Vật thực ở đây chúng ta phải hiểu là tướng thực, chứ còn ở trong cái bản dịch của chúng ta là tất cả loại hữu tình do ăn uống mà ăn trú. Thì cái chuyện mà do ăn uống là cái chuyện nó như chư thiên phạm thiên đâu có ăn uống đâu, thưa quý vị. Cho nên chúng ta xài cái câu thông được, chúng ta phải xài cho cái bản và thời thời gian đẳng vừa nêu. Điểm điểm thứ hai nữa là có lẽ bị nhầm lẫn, cho nên bài học thì gửi bài hôm nay, nhưng mà trong cái bài đọc thì nó nhầm lẫn lấy lại bài ngày hôm qua mà cô Lăng Dương Nguyệt đã gửi lại để hỏi thượng tọa Giới Đẳng, và thượng tọa Giới Đẳng đã cho cái bài học mới, nghĩa là cho cái bài mới yêu cầu sử dụng bài bản này. Ở trong cái bản này đó thì ở trong đó một số bài kinh sau đây trích từ Tương Ưng Bộ Kinh với Phật ngôn dạy về bốn thực, bốn pháp nuôi dưỡng sự hiện hữu chúng sanh trong đời. Số ba La Mã là thạch đức con, ở trong đó đó cái bài kinh này mới là cái bài kinh ăn khớp với cái đề tài của chúng ta đang học. Do đó xin nhiều quý vị MC nhớ, cô Kima không biết có nhận được cái bài mới chưa. Sư cô Quan Hỷ là hãy khi nào đọc lại mà thấy nó hơi ngờ ngỡ với bài cũ là phải dừng lại liền, chứ đừng có đọc tiếp tục. Dạ, vậy là tốt quá, đọc bài mới vậy tiếp, tốt quá. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái bài một pháp cần phải tấn tri này do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Và bây giờ xin thay mặt lớp học mời sư cô Khi Ma đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu đã giảng nhập bài học hôm nay. Phong Lan có bài mới như dạ có bài mới á, có bài mới thì tôi đọc theo nha, nếu không á thì tôi mở email ra đọc. Dạ thưa, bài học hôm nay là Trượng Bộ Kinh Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh Thập Thượng: tất cả chúng sanh tồn tại do dưỡng tố một pháp cần thắng tri, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải.
Này các hiện giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một khác pháp khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là một pháp cần được thắng tri? Tất cả loài hữu tình do ăn uống mà an trú. Một số các bài kinh sau đây trích từ Tương Ưng Bộ với Phật ngôn dạy về bốn pháp nuôi dưỡng sự hiện hữu của chúng sanh trong đời. Thịt đứa con. Tập 15.11 Tử Nhục Đại 2 102. Ở Sa Pha Thí, này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loại hữu tình hay chúng sanh. Thế nào là bốn? Đoạn thực, hoặc thô hoặc tế. Thứ hai là xúc thực, thứ ba là niệm thực, thứ tư là thức thực. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loại hữu tình hay các loại chúng sanh. Này các tỳ kheo, đoạn thực cần phải nhận thức như thế nào? Ví dụ, này các tỳ kheo, hai vợ chồng đem theo một ít lương thực đi qua một quãng đường quan trả với đứa con khả ái thương mến. Rồi này các tỳ kheo, trong khi hai vợ chồng ấy đi đến trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao mòn khấn tận, và một vùng hoang vu còn lại chưa được họ vượt qua. Rồi này các tỳ kheo, hai vợ chồng ấy suy nghĩ, đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn khánh tận, còn lại vùng hoang vu này chưa được vượt qua, vậy chúng ta hãy giết đứa con một khả ái dễ thương này làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại, chứ để tất cả ba chúng ta đều bị chết hại. Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một khả ái dễ thương ấy làm thịt khô và thịt ướp ăn thịt người con xin quý vị, và vượt qua vùng hoang vu còn lại ấy, họ vừa ăn thịt con vừa đập ngực ngực than khóc, đứa con một ở đâu, đứa con một ở đâu. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Họ ăn món ăn có phải để vui chơi, hay họ ăn món ăn để tham đắm, hay họ ăn món ăn để trang sức, hay họ ăn món ăn để béo tốt? Thưa, không phải vậy, Bạch Thế Tôn. Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt qua vùng hoang vu? Vâng, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta nói đoàn thực cần phải nhận xét như vậy. Này các tỳ kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, thời lòng tham đối với năm dục trưởng thượng được hiểu biết, khi lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử, do kiết sử này
Một vị thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này. Này các tỳ kheo, xúc thực cần phải nhận xét như thế nào? Này các tỳ kheo, ví như con bò cái bị lở da, nếu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật sống ở tường cắn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời các sinh vật sống ở đây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước, thời các sinh vật sống ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sinh vật giữa hư không cắn nó. Này các tỳ kheo, con bò cái ấy đứng dựa vào chỗ nào, thời các sinh vật ở trong chỗ ấy cắn nó. Như vậy, này các tỳ kheo, ta nói xúc thực cần phải được nhận xét. Này các tỳ kheo, khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử ấy không gì cần phải làm thêm nữa. Này các đệ tử, tư niệm thực cần phải nhận xét như thế nào? Này các tỳ kheo, ví như một hố than hừng sâu hơn một thân người chứa đầy than đỏ rực hừng cháy không có khói. Rồi một người đi đến muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đi đến nắm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố than hừng ấy. Này các tỳ kheo, người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa hố than hừng ấy. Vì sao? Này các tỳ kheo, người ấy nghĩ như sau: nếu ta rơi vào hố than hằng ấy, do nhân duyên ấy, ta đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này các tỳ kheo, ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét. Này các tỳ kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được biết, ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Và này các tỳ kheo, thức thực cần phải nhận xét như thế nào? Ví như này các tỳ kheo, người ta bắt một người ăn trộm, một người phạm tội dẫn đến vua và thưa: thưa đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội, hãy trừng trị người ấy nếu như ngài muốn. Vị vua nói như sau về người ấy: các ông hãy đi và đánh người này với 100 hèo vào buổi sáng. Và họ đánh người ấy 100 hèo vào buổi sáng. Rồi vị vua vào buổi trưa nói: này các ông, người ấy như thế nào? Thưa đại vương, người ấy vẫn sống. Rồi vua nói về người ấy: này các ông hãy đi và đánh người ấy 100 hèo vào buổi trưa. Và họ đánh người ấy 100 hèo vào buổi trưa. Rồi vị vua vào buổi chiều nói: thưa này các ông, người ấy như thế nào? Thưa đại vương, người ấy vẫn sống. Rồi vua nói về người ấy: này các ông hãy đi đánh người ấy 100 hèo vào buổi chiều. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy trong ngày bị đánh đến 300 hèo. Nhưng do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không? Bạch Thế Tôn, khi bị đánh 1 hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì đến đánh 300 hèo? Như vậy, này các tỳ kheo, ta nói thức thực cần phải nhận xét. Này các tỳ kheo, khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không làm gì thêm. À, có tham này, có tham. Ở Savatthi này các tỳ kheo, có 4 loại đồ ăn được đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loại hữu tình hay các loài chúng sanh. Thế nào là 4? Đoàn thực, thô hoặc tế. Xúc thực là thứ hai, tư niệm là thứ ba, thức thực là thứ tư. Này các tỳ kheo, 4 đồ ăn
bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thụ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sanh? Này các tỳ kheo, nếu đối với đoàn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được an trú tăng trưởng, chỗ nào thức được an trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có hành tăng trưởng, chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh già chết trong tương lai, chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Này các tỳ kheo, đối với các xúc thực như trên, này các tỳ kheo, nếu đối với tư niệm thực, này các tỳ kheo, nếu đối với thức thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được an trú tăng trưởng, chỗ nào có thức được an trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có hành tăng trưởng, chỗ nào có hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ nào có hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh già chết trong tương lai, chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Ví như này các tỳ kheo, một người thợ nhuộm hay một người thợ vẽ, nếu có thuốc nhuộm hay sơn màu nghệ, màu xanh, màu đỏ, có một tấm bảng khéo đánh bóng một bức tường, hay tấm vải có thể phác họa hình người đàn bà hay đàn ông có đủ chân tay cũng vậy. Này các tỳ kheo, nếu đối với đoàn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức ăn trú tăng trưởng, chỗ nào có thức ăn trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh có sắc, chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có hành tăng trưởng, chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ nào có hữu sanh tái trong tương lai, chỗ ấy có sanh già chết trong tương lai, chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Này các tỳ kheo, nếu đối với các xúc thực, này các tỳ kheo, nếu đối với niệm thực, này các tỳ kheo, nếu đối với thức thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú tăng trưởng, chỗ nào có thức an trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng, chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái tương lai, có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh già chết trong tương lai, chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Này các tỳ kheo, nếu đối với đoàn thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú tăng trưởng, chỗ nào không có thức an trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng, chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ nào không có hữu sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh già chết trong tương lai, chỗ nào không có sanh già chết trong tương lai, người ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có não. Này các tỳ kheo, đối với các xúc thực, này các tỳ kheo, nếu đối với tư niệm thực, này các tỳ kheo, nếu đối với thức thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú tăng trưởng, chỗ nào không có thức an trú tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh, chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không
có các hành tăng trưởng, chỗ nào không có các hành tăng trưởng chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai chỗ ấy không có sanh già chết trong tương lai, chỗ nào không có sanh già chết trong tương lai ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có não. Ví như này các tỳ kheo, một ngôi nhà có mái hay một dãy hành lang có mái có cửa sổ phía bắc, phía nam, phía đông. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng ngang qua cửa sổ chiếu vào, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía tây. Này các tỳ kheo, nếu không có tường phía tây, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, chiếu trên đất. Này các tỳ kheo, nếu không có đất, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, chiếu trên nước. Này các tỳ kheo, nếu không có nước, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, không có chiếu ở đâu cả. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu đối với đoạn thực không có tham, không có hỷ, không có ái. Này các tỳ kheo, nếu đối với xúc thực, này các tỳ kheo, đối với tư niệm thực, này các tỳ kheo, đối với thức thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú. Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh già chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh và chết trong tương lai, ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có não. Dạ thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Và Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, Đệ Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị không ạ? Truyền hôm nay rất là yếu, có nhiều người cho nên nó không có cái ổn định. Nãy giờ hoài khi mà rớt thì không nghe gì, bạn tôi biết nha. Yeah. Kính quý vị nay học bài thức thực, bốn cái lời vật thực trong cái bài kinh này thì ngài dạy rằng sabbe aharathiti ca là được tồn tại, được tồn tại cái loại vật. Thì cái chữ Aharathi bình thì
Quý vị có nghe được không ạ? Quý vị có nghe được không ạ? Này chắc có lẽ là đường truyền nó yếu quá rồi, giảm không được, rớt liên tục. Chắc con thỉnh sư phụ tuệ siêu quán tiếp giùm cho con, chứ bây giờ cái đường cứ rớt này sao con giảm được? Truyền không có gì, nghe rõ phải không? Bây giờ nội dung của cái bài học hôm nay đó thì chúng sanh di tồn do vật thực Saratitika, mà đây là một pháp mà ngài dạy là cần phải thấm tri, cần phải thấm tri tức là cần phải biết nó rõ. Thường lắm vật thực thì hay là nói thức ăn thì mình từ mà phổ thông nhất là mình nghĩ là ở miệng, nhưng mình bao là cái bài học chúng sanh thì mình hiểu rằng tất cả những cái loài hữu tình mà hữu tình ở trong tam giới này thì chúng ta biết rằng nếu mà mình hiểu là trong vi diệu pháp á thì có những loài hữu tình có hình sắc, đó là cõi vô sắc. Sắc thì có tâm, bốn cái thành phần danh tức là thọ. Rồi có chúng sanh là chỉ có sắc quẩn nhưng mà lại không có danh quẩn, đó là cõi vô tưởng, không có tâm, chỉ có một cái hình sắc vậy thôi, không có tâm. Rồi có chúng sanh là vừa có đầy đủ danh và sắc nữa, tức là có sắc thân, rồi có bốn cái thành phần danh quẩn, như vậy là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn có đủ. Rồi như vậy thì chúng sanh là được tồn tại ở trong bốn cõi người sinh lão vô sắc vô mồi bà mười một cõi. Chúng sanh được tồn tại món ăn hay là các cái dưỡng tố để tạo nên chứ chúng ta cũng không có hiểu, không có nghĩ rằng, đừng có nghĩ rằng là những cái gì mà đưa vô miệng không. Tức là chúng uống nghe hay là không, vật thực ở đây là những cái dưỡng tố để tạo nên, trong đó có ba thức của chúng ta là sắc quẩn, thể chất của chúng ta. Thì trước tiên đó là nói đến là Đức Phật ngày sau Phật ngày dạy rằng là có một cái loại vật thực đó là đoàn thực liên căn.
Ở đây là chỉ cho các cái loại dưỡng tố, cả thức ăn, uống, cơm, canh, bánh, trái, hay cả cái thức uống của mình ở trong đời sống hàng ngày. Nói đến cõi dục của mình thì còn có thọ hưởng trong món năm món, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, hay là có thể là ăn uống nạp vào trong cơ thể của chúng mình. Ví dụ như là ở cõi người của mình thì mình cần có vật thực, dùng các cái loại vật thực. Nhưng mà không có chỉ có các cái loại vật thực không, loại vật thực mà mình nghĩ đây là canh bánh trái hay là làm thực, đoàn thực, ngay cả những cái họ bệnh, họ được truyền các cái chất dưỡng tốt trong cơ thể của họ. Thí dụ như vậy, chưa dung dịch để tạo nên cái tố để nuôi cơ thể của họ. Thì cuộc sống cái cõi nói riêng thì các cảnh cái giới thì nó có các chúng sanh thọ dụng thực, nó thô thiện, nó vi tế. Người của mình thì cần phải có ăn những cái thức ăn của cõi người chúng đấy, nhưng mà đời giới nó lại khác với chúng ta, là chúng ta ăn cơm mẹ thức uống như chúng ta nghĩ, thì cái vật thực nó có bao gồm có thực tế. Dùng các cái món vật thực đó, sự thật ra thì chúng sanh ở trong cõi dục, trong đó có cõi người, chúng ta lấy năm dục làm cái xưởng dựa. Dạ, nghe lại chưa? Dạ, một lần nữa xin hỏi là quý vị có nghe lại không? Cái đường truyền nó yếu quá, nó bị té hoài. Dạ, quý vị nghe được thì tốt rồi. Đó, khi bây giờ mình nói đến cái loại vật thực đó, thì khi mình nói ăn uống ngủ nghỉ đó, thì nó tạo ra cái sự
Nhưng mà với một cái người sống ở trong mà ngủ hay là mình thọ, đối với các cái sự của mình hay là thọ dụng của mình á, thì sự thật ra đó là mình dùng các thực cái mà bắt buộc thôi. Kinh Đức Phật dạy đó là thọ dụng á, là thức ăn ấy, thì mình hãy xem như là một cái bỏ dụng cái thiện cái đất một khoảng thời gian nữa, nhưng mà sự thật ra là họ có, hoặc là họ do xúc thực, hoặc là họ do thức thực và tư niệm thực để nuôi cái cơ thể của họ, chứ không thể nào mà họ không có tồn tại mà không có bất cứ một cái món vật thực nào. Thì ở đây đó có thể nói rằng là mình thọ dụng khi mà mình ăn thì hãy xem như là cái thuộc để chúng ta dùng. Trong đây ví dụ giống như là một cái hai vợ chồng mà có một đứa con duy nhất đó. Mà đoạn đường giữa mật thưa lương thực á mà trữ theo đó thì nó bị nó bị tiêu dần, nó bị mất dần, hết dần. Nhưng mà lúc còn những cái món vật thực thì buộc phải ăn thịt đứa của mình được tồn tại đó. Ví dụ như là khi mà một các cái món vật ở đó đoàn thực á, thì cái thức ăn của mình sống để mà ăn, thì cái suy người sống trong thụ hưởng, còn cái người á là để thọ dụng để mà được tồn tại. Giống như là mình thấy rằng cái thực phẩm mà mình ăn ấy, lúc mà mình đẻ thì cơ quan nó tiêu hóa mau lẹ, nó được dễ dàng, thì có thể sợ đói sợ thiếu. Nhưng mà cao lớn rồi đó, nó là bây giờ là mình nghĩ rằng mình ăn ít là tốt thôi, là ăn nhiều lại là khỏe đâu, nó sinh bệnh lên nè. Đó là cái điều mà mình có cái trinh kinh nghiệm, cái trải nghiệm để mà mình thấy như vậy. Nhưng mà rồi đó thì khi mà mình với cái góc độ của cái người tu đó, thì Đức Phật dạy cho cái gì đó mình thọ dụng đó, các cái món vật dụng ở trong ăn của mình, thức uống của mình, khi mà mình đưa cái món ăn nó vô trong lưỡi trong miệng của mình, thì dĩ nhiên cái vị giác của mình biết nó ngon chứ. Cái nào ngon, cái nào dở, mình nghĩ ngon thì mình biết như vậy. Một người nó tìm thức ăn để rõ ràng là tâm nó đắm nhiễm, tâm đắm nhiễm. Như vậy thì cái một cái người mà tu tập á, bởi Đức Phật ngài nói rằng á là cái thức ăn của mình á, khi chưa đưa vào cổ, nhìn ở bên ngoài được trang trí ở trong cái dĩa hay trong cái tô hay là trong cái chén của mình, vân vân, mình thấy nó đẹp, nó hấp dẫn, nó này cái kia. Nhưng mà sự thật ra khi mà mình đưa vào trong cổ rồi đó, mình vô trong khỏi cổ rồi, lọt vào trong dạ dày của mình, trong bao tử của mình rồi, trong ruột non ruột già của mình rồi đó, thì rõ ràng mình đưa lên hay đưa xuống thấy cũng nhòm gớm hết đó. Rõ ràng cũng nhòm gớm. Cho nên là dạy cho mình đó là cần phải quán tưởng cái món vật thực, không phải là ăn để mập béo, không phải ăn để trang điểm cho đẹp đẽ, hay không phải là ăn như lực sĩ vân vân,
mà mình ăn chỉ để nuôi sống cái thân này, giống như là sự bắt buộc để mà mình ăn thôi. Cái ví dụ giống như là hai vợ chồng chỉ có một đứa con duy nhất, đứa con đáng thương yêu nhất đó. Nhưng mà rồi đi đói quá rồi cái đứa thịt đứa con của mình thì không ai nỡ, nhưng mà đói quá rồi cũng phải ăn. Thì ở đây đó là giống như cái sự cưỡng cầu bắt buộc mà mình phải ăn. Nhưng mà với một cái người tu á, thì Đức Phật ngài nói ở trên phương diện mà góc độ của cái thọ dụng đó, thì cũng chẳng nên tham đắm, xem như là sự bắt buộc, sự bắt buộc thô. Hay là chúng ta thấy là không có ai mà không trong cái quả địa cầu này, trong cái hành tinh này mà không có ăn cái vật mặc dù là có người nghe nói đây đó mà không, điều đó cũng dùng là không uống chất gọi từ đó mà sống. Chắc có lẽ là con thỉnh sư phụ Tự Siêu Quan Hỷ giảng thế cho con cái ngày hôm nay đi ạ. À, chứ bây giờ cái âm thanh đó, nó không có rõ mà bị đứt quãng hoài, cái mạng thì nó cứ rớt lên rớt xuống, con không được. Con thỉnh quý ngài giúp cho con đi. À, xin lỗi chư tôn đức và thưa quý đạo hữu, quý Phật quan hỷ, có lẽ chư tôn đại siêu không có mặt ở trên máy, chúng tôi có thể giảng thế được nhưng mà khoảng chừng 15 phút nữa, tại vì đang bận chút việc. Nếu mà có chư tăng có vị nào giúp cho khoảng 15 phút, nếu không thì chư tôn hấp tân cứ trở lại và chư tôn giảng thì nghe cũng được chứ đến đổi. Giờ thì tôi cứ giảng lại trong khoảng 15 phút, rồi sau 15 phút thì sẽ điện quyết cho thiên tòa. Hình như thì tôi tự siêu không có mặt ở trước máy, không biết chư tôn đức có vị nào giúp tiếp lời. Dạ có trường hợp đang cái tính trường hợp trường hợp đang alo. Con sẽ cố gắng giảng cái bài học này điện quyết cho từng tòa Pháp Tăng. Thì
quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì nói chung vô thì cái bài học hôm nay đó, chúng ta nói về là bốn cái loại vật thực, đoàn thực á. Thì giờ chúng ta hiểu đoàn thực nó gồm có những cái dưỡng tố, những cái loại vật thực là cứng, loại mềm. Ví dụ loại cứng á, những cái loại gì mà chúng ta ăn mà nó cứng thì gọi là loại cứng. Ví dụ như bắp rang, hoặc là sườn ram, những cái loại vật thực mà mình ăn vô mình thấy cứng á. Còn loại vật thực mềm giống như bơ, sữa, cháo, mật, những cái loại mà chúng ta không cần phải nhai đó, thì gọi là loại mềm. Thì cái đó đoàn thực á, để nuôi cái thân xác này. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với nhân loại chúng ta đó này khác với các cõi trời. Nhân loại chúng ta phải ăn vật thực, nên chúng ta ăn xong rồi chúng ta đại tiện, uống xong rồi chúng ta tiểu tiện. Nhưng mà đối với chư thiên cõi dục giới đó, thì chư thiên cái loại vật thực của họ đó, nó là vật thực tế, là do cái phước báo công đức họ ăn, nó không phải như cơm canh bánh trái như mình. Ăn vật thực do cái phước, họ muốn cái vật thực loại gì thì vật thực đó hiện lên, và họ ăn thì họ tiêu ở trong cái người của họ. Chư thiên họ tiêu ở trong người, chứ họ không có đại tiện hôi hám như chúng ta. Nên khi mà chúng ta nghe Đức Phật ngày dạy đó, chư thiên đó, họ nghe cái mùi của con người họ rất là sợ. Có thể giống như một cái tử thi chết mà chúng ta phải ngửi. Thì chư thiên đó, họ cũng sợ con người chúng ta, vì con người chúng ta ăn những cái loại đoàn thực đó. Thì chúng ta thấy có những loại mà chúng ta ăn như là mắm, hoặc là chúng ta ăn những cái loại mắm ruốc hay là mắm linh hay mắm này chi nọ đó. Thì những cái loại đó thì chúng ta gọi là ngon, nhưng mà thật sự nó rất là hôi quý vị, rất là hôi. Nên cái loại vật thực chúng ta là cái xác của một con vật. Cái xác của con vật đó, một là những con gà, con vịt, những con vật mà nó phải trả cái nghiệp ác của nó sanh làm những cái loại vật thực cho con người ăn. Còn đối với chư thiên thì chúng ta thấy không có như vậy. Nên chư thiên họ ghê cái mùi hôi của con người. Vì chúng ta ăn nó tiết ra cái tiếng mồ hôi mà gọi là cái tiếng mồ hôi nó tiết ra đó. Đó là cái mùi hôi của chúng ta. Và chính cái vật thực chúng ta, chư thiên họ rất là sợ. Trừ khi nào chúng ta thấy Thiên Chủ Đế Thích đó, đội cho chậu phẫn của Đức Phật. Đức Phật thì vẫn ăn vật thực, nhưng mà cái sắc nghiệp của Ngài đó, rất là đặc biệt của gì. Cái sắc nghiệp của chư Phật đó, nên chúng ta thấy cái tướng đại nhân của Ngài đó, nó có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp đó, là cái tướng đó thù thắng do cái công đức phước báo mà nó hình thành. Còn đối với chúng ta đó, thì những cái vật thực của chúng ta đó, đối với cái thân thể của chúng ta hay là đối với Đức Phật đó, là đối với cái công hạnh ba la mật của Ngài và đối với cái đạo hạnh mà Ngài chứng ngộ được với cái sự diệt trừ phiền não, cái sự tối thượng đó đối với chư thiên đó, họ còn phiền não, họ còn những cái bất thiện pháp và còn những cái ác pháp cần phải tu tập. Nên khi họ được nghe cái thánh pháp từ Đức Phật đó, như là Thiên Chủ Đế Thích đặt đầu quả Tu Đà Vờn, tự thân của mình đội cái chậu phẫn mà không nghe mùi hôi thối, vì tri ân Đức Phật nên Thiên Chủ Đế Thích đội cái chậu phẫn, và trong khi Đức Phật ngày bình kiết lị ngày bài tiết ra. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta ăn đoàn thực mà trong kinh mô tả cái đoàn thực đó giống như người mẹ ăn thịt con, bởi chúng ta thấy rằng cái con của chúng ta nó cũng từ vật thực mà nó thành, từ cơm canh bánh trái mà thành cái noãn bào của người mẹ, từ cơm canh bánh trái mà thành cái tinh trùng của người cha. Và cha mẹ chúng ta đó, vì cái nghiệp tham ái, vì cái sự luân hồi của chúng ta, vì cái sự duy trì nội giống, nên đã giao hợp với nhau và sanh ra chúng ta. Mà chúng ta phải y như cha mẹ chúng ta, cũng phải ăn uống, cũng phải ngủ nghỉ, cũng phải đại tiện tiểu tiện giống như cha mẹ chúng ta, và giống như ông bà, hay là giống như dòng giống loài người từ thuở ban sơ đến giờ cũng là như vậy. Như vậy thì đoàn thực đó là cái vật thực mà người con chết rồi, người mẹ và người cha, hay là chúng ta gọi trong cái bài kinh này đó, gọi là hai vợ chồng có một đứa con một, rất là khả ái, rất là dễ thương. Nhưng mà ở trên một cái sa mạc, không có vật thực nên phải làm thịt đứa con mà ăn, trong đó có phơi khô để mà ăn, hoặc là ướp thịt tươi để mà ăn, ăn để qua cái vùng quang du mà chỉ có thể hiểu đó là một sa mạc. Ở đó nó không có cây cối mọc, hoặc là không có cái sự vật thực khác ngoài cái vật thực là cái đứa con mà mình đã nuôi nó lớn được bao nhiêu. Chúng ta hiểu như vậy.
Như vậy thì Đức Phật này dạy đối với một cái vị tu tập đó, thì chúng ta thấy Phật giáo nguyên thủy không bắt chúng ta phải ăn chay. Phật giáo nguyên thủy chỉ dạy chúng ta đó, chúng ta ăn chúng ta nên quán tưởng vật thực. Vật thực đặt này dòm gớm đâu, khi đụng tới thân này giờ nào trở thành vật đáng dòm gớm lắm. Ta dùng vật thực này không phải để nô đùa chơi giỡn, không phải như phụ nữ làm đẹp, không phải như võ sĩ đấu quyền. Ta ăn vật thực này để ngăn ngừa những sự đói khát, cái sự khốn khổ của khổ thọ, để chúng ta tu tập vượt qua luân hồi. Đó là ý nghĩa của đoàn thực là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với xúc thực là gì? Xúc thực á, là Đức Phật này gọi là nhãn xúc á. Nhãn xúc đó thì được ví dụ như con bò. Con bò mà nó lột da, nó quý vị biết rằng nó dựa vô đâu đó, nó cũng đều bị những con vật ăn nó. Chúng ta thấy không? Con bò mà nó lột da đó, nó ở đâu bị mấy con ruồi nó ăn. Quý vị hiểu, ruồi nó bu vào miếng thịt để nó ăn miếng thịt đó. Nó hút trong miếng thịt đó. Thì Đức Phật ngày dạy đối với đoàn thực. Thì ở trong cái bài học hôm nay nói với vật thực đó, thì đoàn thực của chúng ta đối với năm dục trưởng dưỡng đó, là sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó, mình chúng ta gọi là cái sắc pháp mà chúng ta khả ái khả hỷ trong sắc ác pháp đó. Thì Đức Phật nói rằng đó là năm dục trưởng dưỡng, chúng ta cần hiểu biết như vậy. Và khi hiểu như vậy đó, tham sẽ được đoạn trừ đối với vật thực, mà những cái vật thực đó ăn uống rồi chúng ta được da dẻ đẹp đẽ. Thí dụ quý vị thấy có những người họ ăn những cái sữa chua làm da đẹp, rồi họ ăn những cái loại vật thực làm cho tóc đẹp, hoặc là họ ăn những cái loại vật thực làm cho cái xương cứng. Thí dụ chúng ta ăn những loại sò, ốc để có canxi, để xương chúng ta cứng. Và những điều đó, đó cho chúng ta hiểu những gì Đức Phật ngài nói rằng chúng ta sống là cái sự vay mượn của tất cả cái vật thực mà chúng ta ăn để chúng ta có cái thân này. Nên đối với sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó, chúng ta hãy quán tưởng cái sự khổ của thân thể mình đối với đi tìm cầu vật thực. Chúng ta đi làm lụng đầu tắt mặt tối để có ăn, có mặc, có ở, có bình hoạn, có chỗ để lo, có chỗ nhà cửa, có nhà vệ sinh để tiểu tiện, để có chỗ để ngủ nghỉ. Đó là những cái căn bản, những cái khổ não mà chúng ta phải có, và chúng ta nhờ có những cái đắp đổi những cái cảm thọ này nên chúng ta không có thọ khổ mà chúng ta có thọ lạc. Cái thọ lạc mà chúng ta có đói chúng ta được ăn là thọ lạc, nhưng mà nếu mà không có ăn chúng ta rất là đói, khát chúng ta được uống đó là thọ lạc, và nếu mà không được uống chúng ta rất là thọ khổ, không được ngủ đó là thọ khổ, đại tiện mà không được đại tiện đó là khổ, khổ thọ mà được đại tiện đó là lạc thọ. Nên đối với năm dục trưởng dưỡng, Đức Phật ngày dạy với cái Phật trí đó, ngày dạy chúng ta vừa đủ rồi, chúng ta đã luân hồi rất là nhiều. Do chúng ta không biết về ngũ dục trưởng dưỡng này, và chúng ta đã luân hồi ra có thân người, và có cái thân người chúng ta phải dùng đoàn thực là như vậy. Và cái đoàn thực này nó cũng là một cái hệ lụy. Rồi, chúng tôi nghĩ rằng cái phần đoàn thực chúng ta trình bày như vậy thôi cũng đã đủ rồi. Xúc thực là gì? Giống như con bò và lột da. Chúng ta thấy con chúng ta còn nhãn xúc đối với cảnh sắc. Thì chúng ta nghe một cái câu chuyện, chúng tôi xin nói một câu chuyện. Chúng ta thấy Thiên Chủ Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, gặp được nàng thiên nữ Rohini, đó là em của Ngài Anuruddha, bị mắc cái bệnh ghẻ ngứa. Và Ngài Anuruddha đã dạy em của mình hãy làm phước để thoát bệnh đó. Và nàng Rohini đã nghe lời anh của vàng bạc châu báu trên người mình, xây dựng một cái tứ phương tăng cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng. Và sau khi thân ngoại mệnh chung, nàng Rohini đã sanh lên cõi trời giữa Tứ Đại Thiên Vương. Và Tứ Đại Thiên Vương này gặp nàng thiên nữ Rohini thì ai cũng muốn chiếm hữu. Người nào cũng muốn chiếm hữu nàng thiên nữ Rohini. Nhưng mà đem đến Đức Trời Đế Thích. Đức Trời Đế Thích hỏi những cái cảm giác của những người này. Thì những người này, những vị chư thiên Tứ Đại Thiên Vương, như là Đức Trời Kuvera, Đức Trời Thát Tá đó, vị thiên vương mà chúng ta hay nghe chư tăng đọc á, thì bốn vị thiên vương nó được Đức Trời Đế Thích hỏi này, vị Tứ Đại Thiên Vương thứ nhất, nàng khi mà gặp nàng thiên nữ Rohini tâm của khanh như thế nào, thì vị đó nói rằng giống như là cọng cờ trên đỉnh tháp. Vị thứ hai nói rằng giống như nước á, ở trên trên cao đổ xuống,
chúng ta gọi là thác á, nó đổ cuồn cuộn xuống. Một người thì nói rằng như là lông gà đưa vào lửa, một người thì nói rằng giống như trống sắp trần. À, Tứ Đại Thiên Vương nói như vậy, Thiên Chủ Địa Thích nói rằng các ngươi còn đỡ, nếu mà ta không có được thiên nữ Rohini này ta sẽ chết liền. Cuối cùng Tứ Đại Thiên Vương phải nhường nàng thiên nữ Rohini cho Thiên Chủ Địa Thích. Chúng tôi muốn nói chỗ này để quý vị thấy nhãn xúc á. À, chúng ta mắt chúng ta bắt vào cảnh sắc thì cái tham ái tùy miên nó tăng lên. À, tham ái tùy miên nó tăng lên trong mắt nhìn cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm cảnh vị, thân đối cảnh xúc, tâm đối cảnh pháp. Như vậy thì nhãn xúc á, là cái nguyên nhân mà Đức Phật Ngài dạy đó. Xúc nó duyên cho thọ, thọ nó duyên cho ái. Và khi có ái rồi đó thì chúng sanh này đó họ sống không bằng chết. Quý vị, quý vị thấy có một vị tỳ khưu đó mà gặp nàng Sirima, lúc mà nàng quay đầu hướng thiện, do cái thiện của nàng Sirima là, và nàng Uttara đó là người có cái từ tâm đó, đã độ cho kỹ nữ Sirima gặp Đức Phật. Và Đức Phật Ngài đã thuyết giảng, kỹ nữ Sirima đã trở thành vị thánh tu đầu quần, từ bỏ cái nghề gái làng chơi, không tiếp khách. Và mỗi ngày xuất ra 8 đồng tiền vàng để cúng dường đặt bát cho 8 vị tỳ khưu. Có một vị tỳ khưu khi nghe chư tỳ khưu đến trú xứ của mình nói, nói về đến nàng, nhà nàng Rohini á, ngoài cái vật thực á, còn chiêm ngưỡng cái dung nhan của nàng nữa. Thật sự là cái sự cúng dường khả ái khả hỷ đó. Quý vị hiểu chúng tôi nói không? Ngoài cái vật thực ăn nuôi thân này còn nhìn sắc đẹp nữa. À, nên lúc bây giờ chư tăng nói trầm trồ về cái sắc đẹp của nàng Rohini. Và lúc bây giờ có một vị tỳ khưu cũng tương đối, chúng ta gọi là cũng có tu lâu năm hơn các vị tỳ khưu khác, chúng ta gọi là vị lớn hạ hơn, đã dẫn đoàn 8 vị tỳ khưu đến nhà nàng Rohini. Nhưng mà khi thấy nàng rồi đó thì vị này nhìn nàng rồi đó, nàng bị bệnh rồi, nhưng mà nàng rất là đẹp. À, không có trang sức vàng bạc ngọc ngà châu báu, không có đầu tóc được chải đúng kiểu đúng cách, mà nàng rất là đẹp. Thì vị tỳ khưu đó đã bị bệnh tương tư, đã đem vật thực về không ăn, bỏ vật thực trong bát, nằm đó chỉ nhớ đến nàng thôi. Đêm nhớ, ngày nhớ, qua 3 ngày, vị này bị đói khát như vậy. Nhưng mà khi nghe Đức Phật và Chư Tăng đến thăm nàng Rohini đó, vị tỳ khưu này vội vã lấy bát rửa, đổ vật thực rửa bát, xong rồi mang đi theo Đức Phật và Chư Tăng vào trong nghĩa địa. Thì là nàng Rohini đã bị chết, nàng kỹ nữ Sirima đã bị chết, để trong nghĩa địa với lời dạy của Đức Phật là để xác thân nàng ở trong đó, nhưng mà có người bảo vệ không để cho những loài thú nó cắn xé. Xong rồi vào trong đó, quý vị biết Đức Phật Ngài dạy, Đức Vua, Ngài hỏi Đức Vua lúc bình thường nàng Sirima thì ai được gần nàng phải tốn bao nhiêu đồng tiền vàng. Thì lúc bây giờ Đức Vua đã nói rằng nàng Sirima là em của Ngự Y Chi Quá Cá, mà mỗi lần mà người nam nào muốn ở chung với nàng đó phải tốn 1.000 đồng tiền vàng một đêm như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói thôi 1.000 đồng tiền bỏ ra sẽ được đem nàng Sirima về. Nhưng mà lúc bây giờ nàng chết và nàng sình lên đó, nàng sình to lên, mặt mày căng ra, gần như máu mũ bắt đầu nó đổ ra như vậy. Thì quý vị biết rằng hiện giờ đó, thì lúc bây giờ chứ tỳ khưu đó nhìn thấy nàng Sirima xưa đẹp kia, xưa kia nàng đẹp, trước đó 4 ngày thì nàng đẹp đến mức độ lộng lẫy, nhưng bây giờ nàng sình lên nhìn thấy. Từ 1.000 đồng Đức Phật Ngài hỏi Đức Vua không ai nhận, từ hạ giá, đại hạ giá cho đến còn 1 đồng cũng không ai nhận, cho đến Đức Phật Ngài nói thôi bây giờ cho không, đem nàng Sirima về với cái xác chết. Nhưng mà tất cả mọi người đó nhìn cái xác chết của nàng Sirima đã bốc thúi lên rồi, mình mẩy đã căng tròn lên rồi, máu me bắt đầu chảy ra từ lỗ mắt lỗ mũi, bắt đầu chảy ra hậu môn, bắt đầu chảy ra những cái loài nước trong bụng, bắt đầu nó tràn ra ngoài rồi. Thì lúc bây giờ tất cả mọi người đều kinh cảm, Đức Phật Ngài nói về sắc quẩn là như vậy, ăn vật thực rồi chúng ta ỉa cũng hôi thúi, mà cái thân này chết nó càng thúi hôi kinh khủng nữa. Cuối cùng đó thì vị tỳ khưu mà tương tư đó đắc quả A-la-hán, và rất là nhiều vị tỳ khưu đắc đạo quả tu đầu quần. Đức Phật Ngài đã mang đến một pháp thoại giúp cho chư thiên nhân loại, cho chư tỳ khưu đắc đạo quả, cho những người nam nữ tuổi đời còn đẹp đó, mà không phạm tội tà dâm,
Vì họ biết rằng cái xác thân này đó là phẫn tiểu, là ruột gan, là phèo phổi, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, ăn phải ỉa, uống phải đái, ngủ nghỉ. Xác thân này đẹp là do vật thực mà có thôi. Khi mà cái thức phục sinh vào ở trong thân này, còn nghiệp và thức duy trì cái thân này. Nhưng mà khi thức nó đi rồi đó, đi tái sanh kiếp khác rồi, cái thân này nó không có đáng giá gì hết, nó không có đáng giá đến một xu nữa quý vị. Cho không mà không lấy, tất nhiên là không đáng giá một xu. Thì Đức Phật nói xúc là như vậy đó quý vị. Nhãn xúc, nhãn xúc là nguyên nhân của sự đau khổ. Nếu không có xúc thì đã không có thọ, mà không có thọ thì không có thể nào có ái được quý vị. Bởi quý vị biết rằng nhãn xúc, mắt chúng ta nó phải xúc chạm cảnh sắc. Những cảnh sắc khả ái khả hỷ đó, quý vị thấy con người hiện giờ đó, dù thông minh cỡ nào, nhưng mà khi họ gặp tiền bạc á, bởi vì thường thường người ta nói á, một người họ làm quan làm vua đó, họ làm quan quyền đó, 100 triệu thì họ không lay động, như 1 tỷ họ sẽ lay động. Nhưng nếu 1 tỷ họ không lay động á, thì 10 tỷ họ sẽ lay động. Mà khi họ lay động rồi đó, cái chuyện đen thành trắng quý vị, cái chuyện tội thành không tội, cái chuyện mà đúng thành sai, cái chuyện mà có phạm tội trở thành không phạm tội. Tại vì những người này là những người họ cầm cái quyền lực, họ xử án nên họ bị như vậy đó, thì họ không còn chân chánh nữa. Nên Đức Phật này có kể về một câu chuyện của bị quan đó, mà trong kinh Bổn Sanh có nói bị quan đó ban ngày tỏ ra liêm chính, nhưng mà ban đêm ăn hối lộ. Nên sau khi bị quan đó mà ăn hối lộ người ta đó, người ta đem cái này kia biếu. Có người đó họ đem biếu một dĩa xoài giống như xoài cát vậy đó. Thì lúc bây giờ có một người nam cư sĩ đó, thì cái ông quan này ông thấy người nam cư sĩ giữ giới bắt quan trai tốt đẹp, nên ông đem cái dĩa xoài đó ông cho cái người nam cư sĩ giữ bắt quan trai giới đó dùng. Do cái phước đó ông sanh làm vị chư thiên, nhưng mà nửa ngày á, thì ông làm chư thiên, nhưng mà nửa ngày á, ông làm quỷ đói. Ông tự móc thân của ông ra từng miếng thịt, ông ăn như vậy đó. Thì lúc bây giờ có một vị trưởng lão nó là bị ăn, lên hỏi ý của cái vị chư thiên này, và thấy chư thiên này ban ngày á, là chư thiên, nhưng mà ban đêm á, tự móc thịt mà ăn. Và khi mà biết ra đó là vị này nhờ cúng dường, cúng dường cái dĩa xoài đó được sanh làm chư thiên, nhưng mà bị ăn hối lộ đó, nên mới sanh làm quỷ đói, tự móc thân của mình ra từng miếng thịt mà ăn như vậy. Sau này vị trưởng lão đó về mới thuyết lại đó, chúng ta đừng vì cái duyên của nhãn xúc mà sanh lên những cái tội lỗi từ con mắt. Đừng có vì cái duyên của nhĩ xúc là cái lỗ tai mà chúng ta nghe đó, người ta nói nhận, nhưng mà 200 triệu, 300 triệu, 1 tỷ á, thì chuyện tội thành không tội, chuyện đúng thành sai, chuyện tốt thành xấu, chuyện làm việc ác trở thành làm việc thiện. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nhĩ xúc là lỗ tai nghe. 100 triệu, 200 triệu thì mình không có, mình vẫn chân chánh, nhưng 1 tỷ, 2 tỷ thì mình trở thành tội lỗi là như vậy quý vị. Nên chính vì người đó có lỗ tai, nên bao nhiêu cái tội lỗi đó từ cái lỗ tai mà có. Nên Đức Phật nói công đức cũng từ lỗ tai, và tội lỗi từ lỗ tai. Chúng ta nghe pháp, chúng ta có thể đắc đạo quả, chúng ta có thể từ bỏ tà kiến để sanh lên cõi trời. Nhưng mà chúng ta nghe những cái lỗi mà sanh lên cái tâm tham đó, thì tội lỗi nào chúng được quý vị? Bao nhiêu tội lỗi chúng ta cũng có thể làm được hết. Khi mà tâm tham ngự trị, bao nhiêu tội lỗi tâm sân cũng có thể làm được, vì chúng ta nổi nóng lên rồi. Bao nhiêu tội lỗi với tâm si, với tà kiến chúng ta cũng làm được hết. Khi mà chúng ta có tà kiến rồi thì tội lỗi gì chúng ta cũng làm được hết. Nên Đức Phật nói nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc đó, đó là những cái nguyên nhân mà Đức Phật này dạy. Giống như con bò, nó dựa vô đâu nó cũng bị những con thú ăn, nó ăn thịt nó. Mình dựa vô mắt, mà dựa vô cảnh sắc á, thì giống như là cảnh sắc đó, đó là những cái con tham nó ăn chúng ta. Hay là cái con sân á, nó ăn chúng ta. Cái con tà kiến nó ăn chúng ta. Chúng ta không tin tội phước do mắt xúc chạm vào cảnh sắc, rồi lúc bây giờ tà kiến nổi lên, tham nổi lên, tội lỗi nổi lên, chúng ta bất phân gì thiện ác, không sợ tội phước gì hết. Lúc bây giờ chúng ta đã biết cái lòng tham nó ngự trị, là số tiền đó làm gì cũng dám làm hết. Nên quý vị thấy hiện giờ đó, biết bao nhiêu cái người khổ. Cái vụ mà quý vị thấy như là Thủ Thiêm á, biết bao nhiêu người họ tước đoạt tài sản của những người nghèo khổ. Những người nghèo khổ vì họ bị lấy đất quý vị,
những người đó họ biết bao nhiêu cái sự khổ vì họ có nhà, có đất mà không được ở. Những người đã tước đoạt cái tài sản của họ. Người từ người trên tới người dưới đó, 1 tỷ, 2 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ thì lòng tham họ nổi lên. Và khi lòng tham họ nổi lên đó, họ không còn đạo đức gì hết. Có đạo đức nào? Nếu mà nói họ là người cha thì họ cũng cướp của con. Nếu họ là người đầy tớ, họ cũng giết chủ nhân để tước đoạt tài sản. Nên Đức Phật nói ngày nào đó, vua chúa mà ác ôn, tham lam, vua chúa mà gọi là không có tâm chân chánh đó, thì dân chúng đó là cái sự sống của cái vua chúa. Tại vua chúa sẽ cướp đoạt của tài sản của những người do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do miệng nếm, do thân xúc chạm, do tâm hưởng thụ. Những cái tâm hưởng thụ tham rồi đó, họ kinh khủng lắm quý vị. Nên ở đời quý vị biết rằng những cái đường lối nào, những cái cách cai trị dân nào mà họ rơi vào đoạn kiến, họ không tin có luân hồi, những người này không bao giờ xài được đâu quý vị. Những người đoạn kiến họ rất là kinh khủng, họ không tin tội phước, nên cái chuyện ác gì họ cũng có làm được. Họ nói đạo đức như vậy, họ nói bằng cái miệng của họ như vậy. Nhưng 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ thì coi như họ mờ mắt rồi, họ điếc rồi, họ không còn biết ai than ai khổ hết. Họ sẽ làm biết bao nhiêu việc tội lỗi quý vị, thật sự là như vậy. Nên nhiều khi mình thấy mọi người đau khổ, mọi người đau khổ, nhưng mà cái đau khổ đó do con người làm cho con người thôi. Nên quý vị thấy cũng vậy, có nhiều người vì tham lợi đó, họ làm bao nhiêu cái độc tố để bán cho người ta, cho bao nhiêu người ăn, bao nhiêu người bị bệnh ung thư, nhưng mà cũng vì lòng tham thôi, vì nhãn xúc. Thấy người ta có nhà lầu, mình buôn bán mình cũng muốn có cái nhà lầu, nên cái chuyện xấu xa gì mình cũng làm được hết. Cái chuyện tội lỗi gì cơm nấu ăn bao no, bỏ những cái loại nào đó tránh nở cho người ta ăn. Dĩa cơm 1.000 thôi, 2.000 thôi, mà họ bán cả hàng ngàn dĩa, hàng tỷ dĩa như vậy họ cũng làm giàu được. Thấy người ta có nhà đẹp, thấy người ta xài sang, nghe người ta có tiền thì mình cũng làm theo thôi. Nên Đức Phật nói nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc đó, thì dù là tất cả chúng sanh, dù là chư thiên, dù là thiên chủ đế thích, tứ đại thiên vương mà gặp nàng thiên nữ Rohini tâm còn loạn động, nhá. Thiên chủ đế thích còn nói lên, nếu không được thì nàng thiên chủ đế thích sẽ chết liền. Thì chúng ta cũng như vậy. Vì chúng ta còn phiền não, nên Đức Phật đó ngày thiết về cái xúc thực đó, giống như con bò lột da, dựa vô chỗ nào cũng khổ hết. Ở dưới nước đó thì bị những con cá nó rỉa, ở trên nó bị những con ruồi nó bu, thấy không? Dựa vô tường thì bị những con ve, những con vật ở trên tường nó nghe hơi thì nó tới thôi. Nên con bò bị lột da thì chỗ nào cũng khổ. Chúng ta là như vậy, chúng ta có danh và sắc là nỗi khổ. Nếu mà chúng ta hiểu được Đức Phật này dạy như vậy đó, thì chúng ta sẽ nỗ lực để diệt trừ danh sắc, diệt trừ cái sự luân hồi. Nhưng mà đối với chúng ta sợ hãi kìa, chúng tôi nói gì á, con người sợ hãi đó họ mới tu được thôi. Chúng tôi ở chùa có mấy ông ở chùa, dù là ở chùa nhưng mà họ cũng không tu quý vị, họ không sợ hãi luân hồi, không sợ hãi. Nên những người không sợ hãi thì những người đó chuyện gì họ cũng làm được quý vị. Họ không bao giờ có tàm quý, họ không bao giờ biết Đức Phật nói nhãn xúc đó, là nguyên nhân mắc đó. Nghiện nhem, nghiện bài bạc, nghiện những bóng hồng, nghiện mũi thì nghiện xì ke ma túy, miệng thì nghiện uống rượu, họ bị nghiện do xúc chạm rồi sanh ra nghiện quý vị. Nên Đức Phật ngài nói rằng chúng ta giống như là con bò bị lột da, đụng vô chỗ nào mà không chánh niệm tỉnh giác đều là khổ, không chánh niệm tỉnh giác, không thức tỉnh thì đều là nguyên nhân đau thôi, không có chỗ nào là không có khổ đau. Và Đức Phật nói là tư niệm thực. Tư niệm thực thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thọ đó thì chúng ta có tư. Tư nơi đây là sở hữu, tư là cái sở hữu mà tạo nghiệp. Xúc một, xúc hai, thọ ba, tưởng bốn, tư. Tư niệm thực đó là muốn nói đến cái sự tạo quả luân hồi, tạo ra danh sắc luân hồi. Mà do cái gì? Do tư. Tư đó là hành quẩn quý vị. Sở hữu thọ là thọ quẩn, sở hữu tưởng là tưởng quẩn, 50 sở hữu còn lại là hành quẩn. Hành quẩn mà tư thì là sở hữu tư, nó nằm trong hành quẩn. Và chúng ta tạo nghiệp, chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta phải luân hồi. Chúng ta không muốn sanh vào địa ngục, không muốn sanh làm ngã quỷ, không muốn sanh làm Atula, chúng ta không muốn sanh vào người đen đúa, thấp lùn, nghèo khó, tật nguyền, bệnh hoạn. Chúng ta không muốn sanh vào gia đình không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, thuốc, không có trì bệnh.
lúc bệnh con có thuốc. Nhưng mà vì nghiệp, vì tư, vì cái ác nghiệp, thiện nghiệp chúng ta đã làm từ trước, và tư đó đó nó tạo ra cái sự luân hồi cho chúng ta. Không ai tạo sự luân hồi cho chúng ta, chính tư là nghiệp, nghiệp là hành quẩn. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái phiền não đó, ái thủ và vô minh là phiền não. Phiền não thì chúng ta có cái nghiệp luân hồi, đó là hữu và hành. Hữu là nghiệp hữu, và cái sở hữu tư chính là tạo nghiệp. Nên chúng ta hãy đến luân hồi, chúng ta phải luân hồi trong khổ cảnh. Dù chúng ta có muốn hay không muốn, thật sự chúng ta không muốn. Ở đời có ai muốn sanh làm người xấu xí, đen đúa, tật nguyền? Không muốn. Không muốn sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà nghiệp, nghiệp là từ tâm chúng ta. Tâm biết cảnh và thọ tưởng tư, sở hữu tư là tạo nghiệp. Tư đó là đưa đến cái sự luân hồi. Đưa đến sự luân hồi. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy cái con bò mà lột da chỗ nào cũng khổ, đó là cái xúc, xúc thực, tư niệm thực, đó là cái nghiệp, nghiệp đưa đến sự luân hồi. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật này dạy, chúng ta hãy cố gắng tạo nghiệp thiện. Vì nghiệp thiện cho sanh lên bảy cõi dư dục giới, người và cõi sáu cõi trời, nghiệp thiện dục giới. Nghiệp thiện sắc giới sẽ cho chúng ta sanh vào 16 cõi sắc giới. Nghiệp thiện vô sắc giới sẽ cho chúng ta sanh về bốn cõi vô sắc. Nghiệp thiện siêu thế sẽ cho chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử. Như vậy thì đối với Đức Phật này dạy nghiệp là tư. Tư này là sở hữu tư hợp với 121 loại tâm quý vị. Nó có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân. Nó có 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Thì sở hữu tư thì đều hợp được ở trong đó hết. Nên tư này chúng ta hiểu rằng Đức Phật này muốn nói đến tư đó, là nói đến cái sự luân hồi. Do cái tư này nó tạo ra cái nghiệp luân hồi và cái quả luân hồi. Chúng ta có luân hồi trong các cõi và chúng ta không dừng lại được. Quý vị thấy có nhiều người đó, họ về già họ đau khổ, họ đau khổ, họ bệnh hoạn, họ nằm ỉa đái phẫn tiểu, không có người đỡ đần. Họ đau khổ vì những cơn bệnh ở trong bệnh viện, mổ xẻ cắt chặt tháo khớp, tháo chân tháo cẳng. Dù cho họ đó có nguyện tôi đừng luân hồi, nhưng mà không phải vì họ nguyện không luân hồi là họ không luân hồi. Vì cái nghiệp hữu của họ còn, họ bắt buộc phải luân hồi. Họ phải luân hồi vào, nếu mà họ sân hận vì họ bực bội cái ngũ quẩn này, họ sân hận lên đó, họ muốn không sanh, nhưng mà không phải họ muốn, mà cái tâm sân vẫn đẩy họ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Dù họ có tà kiến, họ nói hồi nữa vì luân hồi khổ. Luân hồi đói ăn khát uống, lúc nhỏ thì mẹ cho bú, bú rồi thì đái, mẹ cho ăn thì ỉa, mẹ phải lau chùi. Dù họ biết khổ như vậy, họ thấy khổ như vậy, họ nói họ không luân hồi nữa, nhưng mà họ vẫn luân hồi vì nghiệp. Nghiệp là sở hữu tư. Tư này hợp được 121 tâm. Như vậy thì chúng ta khéo để suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi, chúng ta phải làm việc thiện, tu tập thiện pháp với vô tham, vô sân và trí tuệ. Mong rằng thiện nghiệp này hãy là nhân là duyên cho con chấm dứt cái sự luân hồi. Vì có sắc là khổ của sắc, có danh là khổ của danh, có danh sắc là khổ của danh sắc. Con nguyện theo Phật, con nguyện hành chánh pháp của Đức Phật, con nguyện chấm dứt cái sự luân hồi. Vì luân hồi là vua cũng ác, là người dân cũng ác. Khi mà cái tư hợp với bất thiện, chuyện ác nào họ cũng có thể làm được. Tư hợp trong việc thiện thì thiện nào cũng tu tập được. Tư hiệp trong tâm siêu thế sẽ đem đến sự chấm dứt luân hồi. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói tư này, chúng ta cần hiểu tư niệm thực là như vậy. Thức thực đó là tâm, nó cũng gọi là nghiệp. Và cái tâm á, chúng ta gọi là nhân và quả. Cái tư đó thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái tâm thiện bất thiện. Đó là nghiệp. Thì cái quả của nghiệp đó là gì? Bởi vì cái thức á, chúng ta có nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức á, đó là những cái thiện ác mà chúng ta làm. Quả thức là thức đi tái sanh quý vị. Thí dụ chúng ta thấy chúng ta làm thiện đó mà thiếu trí thiếu tư đó,
cho ra cái tâm thẩm tấn, chúng ta sanh làm người lạc vô nhân, là người ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Cái người lạc vô nhân này đó, do cái thức tục sinh đó, đó là cái thức, thẩm tấn thiện cho sanh làm người lạc vô nhân, người ngớ ngẩn ngẩn ngẩn. Còn thức bất thiện như là thẩm tấn thọ xả quả bất thiện đó, thì cho chúng ta sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nên cái này đó đưa chúng ta đi tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thật sự quý vị biết rằng có những người họ ăn chay đó, họ nói mình đừng có sát sanh, nhưng mà thật sự ra con vật đó, nó phải tái sanh theo cái nghiệp của nó thôi. Có những loài nó ăn cỏ, quý vị thấy không? Nó ăn cỏ, nó ăn cỏ, nhưng mà nó ăn nó cũng lớn và nó cũng phải chết. Nó ăn rồi nó cũng vẫn duy trì nòi giống. Nên Đức Phật ngài mới dạy đó, cái thức á, là không có cái tâm đi tái sanh. Và đã không có tâm tái sanh thì chúng ta không có chịu khổ. Còn những người họ ngoại đạo đó, họ xuyên tạc Đức Phật. Họ nói Đức Phật đó là ăn mặn, ăn mặn, ăn chúng sanh. Nhưng mà thật sự đó không phải ăn chúng sanh. Vật thực này là người ta làm, người ta ăn, người ta cúng dường. Trong cái tội người ta có cái phước quý vị. Quý vị nghe cái câu chuyện của ngài Đích Sáu Thúi Thay đó. Trong quá khứ ngài là người đi săn chim, làm thịt chim xong rồi đem vô trong rừng mà ăn, mà bẫy chim. Gặp vị Phật độc giác cúng dường, xong rồi nguyện cho con được giác ngộ, cho con chứng cái pháp của Đức Phật chứng, của ngài chứng. Mà sau này nhờ cúng dường bữa ăn đó mà được chứng ngộ đạo quả. Quý vị hiểu như vậy. Nên Đức Phật ngài mới dạy đó, đối với đoàn thực chúng ta ăn là biết như là người mẹ ăn thịt con rồi. Đối với thức thực á, là Đức Phật ngài biết cái tâm chúng ta đi tục sinh. Chúng ta đã là ác nghiệp rồi, dù chúng ta ăn rau cỏ mà chúng ta tham, chúng ta vẫn tái sanh làm những cái loài bò, loài thỏ, loài cừu, loài dê. Nên ở trong bài kinh Đại Cụ Quẩn, Đức Phật ngài nói xưa cái người đã tạo nghiệp ác ở đây. Họ ăn những cái loài này nhưng mà lòng tham của họ không dứt trừ, nên họ mới sanh làm những cái loài dê, cừu, bò, trâu, những cái loài lạc đà, những loài hươu, chồn, thỏ. Họ gặp cỏ mọc lên đó, họ nói rằng ta hãy đến đây ăn, ta hãy đến đây ăn. Đức Phật ngài nói người đó tạo ác nghiệp ở đây, người đó tạo ác nghiệp ở đây, người đó sanh trở lại đây để ăn cỏ. Đức Phật ngài nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng không phải ăn không tạo đi tái sanh, mà Đức Phật ngài nói rằng thức với tham đi tái sanh, thức với tham đi tái sanh. Mình thích ăn rau cỏ thì kiếp sau mình sanh làm người đi ăn rau cỏ, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng con người chúng ta đó, chúng ta ăn vật thực nào chúng ta cũng có cái tâm suy nghĩ đối với loài người đoàn thực đó. Nên quý vị thấy không, con người chúng ta rất là khổ. Dù bây giờ mình tu đó, Đức Phật nói trên đời không có ai hoàn toàn được thêm, cũng không ai hoàn toàn bị chê. Mình có ăn vật thực, mình có ăn chay đi, nhưng mà những cái thuốc dầu cá nó cũng là mỡ của những con cá. Mình có ăn chay đi, mình uống thuốc bổ đó, nó cũng là những cái loài động vật mà người ta có thể làm ở trong đó. Nên quý vị thấy Trung Quốc họ làm thuốc bổ đó bằng nhau thai người, họ làm thuốc bổ. Mình nghe đó mình thấy kinh khủng lắm, nhưng mà uống vào nó bổ lắm quý vị. Nên chúng tôi nói những vui vui chơi, những người nào mà niệm Nam Mô Di Đà Phật mới mốt sanh qua Trung Quốc, tại vì Đức Phật á, Di Đà là Phật Trung Quốc, nên chắc chắn sanh qua đó rồi, có thể là ăn chay nhưng mà uống thuốc bổ bằng nhau người á. Nên chúng tôi bây giờ chúng tôi nói thiệt tình với quý vị, những cái người mà họ nói như vậy đó, mình cũng suy nghĩ thôi, mai mốt tôi nguyện tôi không có sanh qua Trung Quốc đâu. Qua Trung Quốc á, kinh khủng lắm, đúng không? Không có đạo đức. Tôi mà có sanh, tôi sanh qua Thái Lan hay là sanh qua Miến Điện, biết tu thiền, biết nghe đúng lời dạy của Đức Phật, mà sanh qua chỗ nào mà cứ gõ mỏ tụng kinh có chừng. Ăn chay không phải là ăn chay hoàn toàn đâu quý vị. Chúng ta biết là cái vật thực mà Đức Phật này dạy đó, cái thức mà chúng ta sanh làm người đó, chúng ta thích ăn cái gì chúng ta ăn cái đó thôi quý vị. Nhưng mà Đức Phật nói hãy diệt trừ lòng tham. Bây giờ chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta ăn không tham. Ăn không tham thôi. Ăn mà nghĩ rằng vật thực này ghê lắm, ăn vô giống như mẹ ăn thịt con vậy, ghê lắm. Rồi thức tái sanh á, mình biết cảnh thức á, bởi vì cái nghiệp thức quả thức dẫn mình đi tái sanh mà. Mình tái sanh rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, do mình tà kiến, do mình sống mà không bố thí. Nên chúng tôi nói gì đó, Đức Bồ Tát có kiếp ngày sanh làm con thỏ đó quý vị biết không, ngày sanh làm con thỏ ngọc. Và ngày biết rõ ràng á, mình ăn cỏ nhưng mà cái người ta không có ăn cỏ. Bây giờ người ta tới đây giữ giới đó,
thì ngài mới nguyện như thế này. Bữa nay mà ai tới đây á, mà tu bát quan trai giới với tôi đó, tôi sẽ bố thí cái thân này, tôi làm con thỏ, vì tôi ăn cỏ. Nhưng mà người ta không ăn cỏ được, người ta phải ăn bậc thực, người ta đâu có phải là thỏ đâu mà ăn cỏ. Nên con thỏ lúc bấy giờ mới nguyện, tôi sẽ cúng dường cái thân này cho người nào tu bát quan trai giới ăn cái thân của tôi. Thì lúc bấy giờ Đức Trời thích nóng lên, cái ghế Đức Trời thích nóng lên, Đức Trời thích muốn thử con thỏ ngọc này. Quá thành nông đạo sĩ, đi từ chỗ con khỉ, con khỉ thì có dĩa trái cây, mới nguyện rằng bữa nay tu bát quan trai giới, nếu mà ai tới đây tu bát quan trai giới được ăn trái cây với tôi. Lúc bấy giờ có một con chồn, có sâu cá, nó nguyện rằng bữa hôm nay nó mà ai mà tới giữ giới với tôi đó, con rái nó có sâu cá, thì ăn cá với tôi, nướng cá mà ăn. Lúc bây giờ con thỏ ngọc á, là bạn của con rái với con khỉ, mà tiền thân là ngài Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, quý vị. Ba vị đó Đức Phật ngài kể lại là ba cái vị đó là ba con thú lúc bây giờ, hay là chúng tôi nhớ là như vậy. Thì lúc bây giờ con thỏ nguyện như vậy, thì Đức Trời thích đi xuống và đến từ con khỉ, đến từ con rái, đến từ con thỏ. Thì lúc bây giờ tu rồi đó, tới giờ trưa đó, thì con thỏ mới kêu ông Bà La Môn đó hãy đốt lửa lên. Thì ông Bà La Môn đốt lửa lên, lửa cháy phần phật lên. Thì lúc bây giờ thỏ ngọc với chú nguyện, này các loài ký sinh sống trong lông ta đó, hãy bay ra ngoài, vì ta sẽ bố thí cái thân này, ta nhảy vào lửa. Nếu mà các ngươi không rớt ra ngoài đó, các ngươi sẽ bị lửa thiêu. Ngày chú nguyện vậy á, ba lần, và ngày rung mình ba lần, ngày vũ lông ba lần đó, để cho những con rận, con này kia nọ nó rớt ra ngoài. Là chú nguyện như vậy, ngày chú nguyện và ngày nói lên, ngày sẽ bố thí thân mạng. Lúc bây giờ ngày nhảy vào đống lửa, thì Đức Trời Đệ Thích đã đưa tay thẩm thỏ ngọc và đem thỏ ngọc lên cái cung hằng đó, để vào cái mặt trăng mà chúng ta thấy hình cái thỏ ngọc. Thì Đức Phật ngài kể được cái câu chuyện kiếp đó ngài làm con thỏ ăn cỏ, nhưng mà bố thí cho người ta tu bát quan trai giới là thân mạng này. Nói như vậy để chúng ta biết rằng Đức Phật ngài nói rằng ngài là Phật, hiện giờ ngài giác ngộ, nhưng mà trước đó đó ngài vẫn tái sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, do những cái nhân quả tốt xấu, do những cái thức đi tái sanh mà ngài phải tái sanh thôi. Chứ đừng nghĩ rằng Phật á, là muốn sanh vô đâu là sanh, không phải. Vì muốn thành Phật á, là vì muốn thành phải làm Bồ Tát. Mà Bồ Tát á, tu á, phải trải qua nhân quả luân hồi, trải qua cái thức đi tục sinh. Nếu mà kiếp nào đó mà ngài tục sinh làm người, làm Phạm Thiên á, là do cái tâm thiền cho sanh lên cõi Phạm Thiên. Nếu kiếp nào ngài sanh về cõi trời, đó là do tâm thiện, dục giới hợp trí cho sanh làm cõi Tha Hóa Tự Tại, cõi Tứ Đại Thiên Vương, cõi Đao Lợi Dạ Ma, cõi nhân loại, làm Sắc Đế Lị Đại Phú, Bà La Môn Đại Phú, Gia Chủ Đại Phú, Chư Thiên Đại Thần Lực. Như vậy rõ ràng Đức Phật là nói rằng thức thực đó, đó là thức biết cảnh, thức đó là thức đi tục sinh. Bởi vì thức là gì? Là tâm. Cái gì là tâm? Là biết cảnh, gọi là tâm. Biết cảnh đi tục sinh gọi là tâm quả đi tục sinh. Biết cảnh ở trong cái thiện ác á, thì động lực bất thiện. Biết thiện trong việc bố thí trì giới thì Đức Phật gọi là động lực thiện dục giới. Biết thiện ở trong những cái động lực sắc giới là tu thiện đó. Thiện đó là nghiệp, là tư đó. Đi tục sinh là thức, đi tục sinh theo cái tư đó, tư niệm thực và thức thực đó. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp đó, pháp đen trắng, pháp có nghiệp thức quả thức, pháp đó có đoàn thực là vật thực, thô tế xúc thực, nghĩ xúc, tư niệm là nghiệp, tư là tạo nghiệp, thiện ác, thức thực là tâm đi tục sinh và là biết cảnh. Những điều đó chúng ta cần hiểu. Khi chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu sắc ngũ quẩn chúng ta, thân chúng ta ăn là sắc quẩn. Chư thiên có sắc tế vì chư thiên có phước nên chư thiên ăn vật thực không giống như chúng ta phải nấu. Còn chư thiên muốn ăn vật thực gì thì vật thực sẽ hiện ra y như vậy. Chư thiên đi thì chư thiên bay đi. Chư thiên nó không có mồ hôi trong người. Không đổ, không héo, y phục không nóng bụi, tâm không bùng bực. Lúc nào cũng siêng nghe, đó là chư thiên còn phước. Còn khi năm hiện tượng này gọi là phước thì vẫn tái sanh vào trời người, ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, tùy theo thiện ác, từ theo thức thực, tư niệm thực, xúc thực mà chúng ta làm thiện ác, cái thiện ác đó từ tư là sở hữu tư hợp trong thiện ác,
thức thực là tâm đi tục sinh. Đó là những điều mà bài học hôm nay gửi đến, trình bày đến quý vị, thuyết giảng đó, thì nó cũng không hoàn hảo hết. Những điều còn lại đó, đó là những cái sự thảo luận của quý chư tôn đức tăng, sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về những cái phần mà chúng tôi còn khuyết điểm chưa nói đến được. Kính ngài, kính thưa quý vị, con xin điền khuyết cho thượng tọa Pháp Tân giảng bài học hôm nay với như là trình bày phần phước nào phát sanh được kính dâng lên chư tôn đức, xin chia đến thân bằng quyến thuộc quá giảng, xin chia đến các người đệ tử của chúng con, và xin chia đến tất cả những người nam nữ Phật tử hướng tâm đến phước báo công đức, xin hồi hướng đến tất cả. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng điều họp phần còn lại của chương trình hôm nay, và con xin thỉnh thượng tọa. Xin hỗn thì cô nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thưa tôi chắc chắn vừa hỏi chúng tôi có trước mắt không? Thì chúng tôi đưa tay nhưng mà không nghe cái gì cả. Bây giờ thì chúng ta có câu thảo luận số 1 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận này. Đoàn thực không phải chỉ là thức ăn như cơm, bánh hay tất cả dinh dưỡng cho vật chất. À, xin thưa quý vị là đúng là như vậy. Cái chữ đoàn thực chỉ kapalinkarahara ở trong thanh tịnh đạo cũng như ở trong tạm diệu pháp đề cập đến đoàn thực, tức là những thức ăn người ta nhai
ta nếm. Người ta uống, người ta nuốt vào. Nhưng mà cái chữ Palangkaraha đoạn thực đó, là chỉ mới nói đến cái vật thực ngoại. Còn cái vật thực nội ô chán thì nó từ cái đoạn thực là vật thực ngoại mà ra. Ô chán giống như vật thực nội, tức là cái chất dinh dưỡng hay là cái chất dưỡng tố. Còn trong con người của chúng ta thì cơm, nước, bánh tráng, rau, củ quả mà chúng ta ăn vào trong bao tử, đưa vào miệng và nhai, nuốt vào bao tử, thì nó khi mà nó chưa được tiêu hóa thì nó vẫn được xem là đoạn thực. Cho đến khi mà nó tiêu hóa rồi thì cái chất bã của cái đoạn thực đó nó sẽ đưa nó xuống đại tràng hay là đại trường, tức là ruột già, để nó tống ra bên ngoài. Còn cái nó chiết xuất ra cái gọi là ô chát, là chất dưỡng tố, thì nó sẽ chuyển qua tiểu trường, tức là ruột non, để mà nó thẩm thấu và nó biến thành những cái chất để nuôi máu hay là nuôi thịt gân vân, nuôi thịt nuôi gân nuôi xương. Cái đó chúng ta gọi là ô chát, cái chất bổ dưỡng. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta nên hiểu, nếu theo ví dụ pháp thì như thế này, đoạn thực thì đó là cái sắc vật thực ahara rupa ahara cha rupa. Nhưng mà cái chất bổ dưỡng đó, cái chất ô chán, thì ô chán này nó có bốn nhân sanh. Bởi vì cái chất ô chán nó nằm ở trong cái tế bào sắc, nó nằm ở trong tám cái sắc bất ly, avinipoga. Thì hễ mà ô chát nằm ở trong tám sắc bất ly của sắc nghiệp, của bò sắc nghiệp kamaccha rupa, thì cái ô chát đó là do nghiệp tạo. Mà cái chất ô chát và nó nằm ở trong sắc bất ly mà thuộc về sắc tâm, chitta rupa là do tâm tạo. Sắc ô chát đó nó nằm ở trong cái sắc quy tiết tạo, thì nó thuộc sắc quy tiết. Chỉ có cái thứ tư là ô chát do thật ngoại tạo, cái đó ô chát do vật thực ahara cha rupa. Và ở đây khi mà chúng ta
phân tích về rồi chúng ta trở lại với cái câu thảo luận số 1. Khi mà thượng tọa Giác Đẳng hỏi đoạt thực có phải chỉ là thức ăn như cơm, bánh hay là tất cả dinh dưỡng cho vật chất? Câu này chúng tôi không hiểu rõ thượng tọa Giác Đẳng muốn nói cái gì. Bởi vì nếu cái câu hỏi mà đoạt thực có phải chỉ là thức ăn hay là tất cả những cái dinh dưỡng của thân thì mới phân tích theo hai cách là vật thực nội và vật thực ngoại. Còn nếu mà nói hay tất cả dinh dưỡng cho vật chất, cái chữ mà dinh dưỡng cho vật chất cái câu này nó, nếu mà hiểu nó ý nghĩa rộng lắm, chúng ta khó trả lời nếu như mà chưa được xác định lại. Bởi vì tất cả dinh dưỡng cho vật chất, ví dụ như bây giờ đất nó cũng là chất dinh dưỡng cho cây cỏ, thì cái đó là dinh dưỡng cho vật chất. Nước hay là cỏ mục, lá mục mà nằm ở trên mặt đất thì nó đều là chất dinh dưỡng cho cây cỏ còn đang sống. Cho nên nếu như cái câu mà tất cả dinh dưỡng cho vật chất là ám chỉ luôn cho cả cái sự kiện đó, thì chúng tôi xin trả lời là tất cả dinh dưỡng cho vật chất đó, những dinh dưỡng này không phải là đoàn thực, không phải là đoàn thực. Cái này nó chỉ là cái điều kiện nó duyên cho các cái pháp hữu vi khác được sanh khởi và tồn tại thôi. Còn nếu mà chúng ta đặt cái vấn đề là đoàn thực Kablingkarahara thì cái chữ Ahara Kablingkarahara nó trở thành cái ô chát, thì cái này là chỉ để cho cái gọi là chúng sanh trong khỏi, trong cái hữu sắc, nó chỉ ứng dụng cho chúng sanh trong hữu sắc. Thành thử là chúng ta nói con người ăn cái gì, người và thú thì ăn vật thực, chúng ta gọi là Kablingkarahara, đoàn thực, để có chất ô chá mà nuôi thân. Nhưng hỏi vậy chứ cây cỏ nó có ăn hay không, có thức ăn hay không, thì ở đây chúng ta nói rằng theo thông thường thì người ta vẫn dùng cái chế định là ta nói rằng cây cỏ nó cũng cần phải có cái dinh dưỡng, nhưng mà nói là nói như vậy thôi chứ nó không thuộc về, nó không thuộc về Kablingkarahara. Như là được đối ở trong bốn thực này, ở trong bốn thực này thì rõ ràng là Đức Phật này Sappesata Aharapitika, tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Thì ở đây một trong bốn thực đó là Kablingkarahara. Nhưng ở đây đó chúng ta cũng nên hiểu tại sao lúc đầu chúng tôi dẫn nhập, chúng tôi đã nói là trong cái bản dịch mà dịch là một pháp cần được thắng tri là tất cả loại hữu tình do ăn uống mạng trú, cái câu đó chúng ta sử dụng không được là bởi vì các vị phạm thiên, từ phạm thiên sắc giới sơ thiền cho đến khỏi phi tưởng phạm thiên, phi tưởng phi tưởng sức, thì ở trên các phạm thiên không có
thần kinh thiệt. Do đó cho nên không có cái vấn đề mà gọi lãng uống, không gọi lãng uống. Nếu như vậy thì các vị phạm thiên cũng là chúng sanh và hữu tình, không bạn uống như vậy thì cái câu mà Đức Phật là nói tất cả chúng sanh, tất cả loài hữu tình do ăn uống mà ăn thuốc, câu đó là sai hay sao? Ở đây do chúng ta dịch sai chứ không phải là Đức Phật nói sai. Vì chúng sanh tồn tại ở dưới cõi ngũ quẩn của chúng ta đó, thì sắc quẩn thân này, thân bốn đại này, nó phải do đoạn thực mà nuôi dưỡng. Nhưng mà ngoài cái đoạn thực ra, chúng ta còn được nuôi dưỡng bởi chúng sanh, còn được nuôi dưỡng bởi xúc thực, tư niệm thực, thức thực nữa. Và do vậy các cái cõi phạm thiên thì không có đoạn thực, nhưng mà có ba thực kia, ba cái thức ăn kia, thức ăn của danh pháp, tức là phát sa hà ra xúc thực, sanchitana hà ra là tư niệm thực, vinyana hà ra tức là thức thực. Cho nên chúng ta mới dịch là sape sata ahara thikita, tất cả chúng sanh duy tồn nhiều thực, nói như vậy đủ rồi, chứ không phải là do ăn uống, không phải do ăn uống mà ăn trú, duy trì nhờ vật thực. Nếu như cõi dục giới của chúng ta thì do nhờ thức ăn cơm nước bánh trái rau củ quả, và do nhờ luôn cả về xúc thực, tinh thần thực, thức thực, bởi vì xúc làm thức ăn cho thọ, tư thực, tư làm thức ăn cho cái tâm tái tục, và thức thực ở đây đó thì làm thức ăn cho tất cả các cái tâm sở đồng sanh. Hay là thức là thức ăn cho danh sắc, thức duy danh sắc. Mà ở trong trường hợp này chú giải thích chữ ahara thittika được giải thích là paccaya thittika, nói theo paccaya thittika tức là chúng sanh là được duy tồn do nhờ duyên. Hãy cái này làm thức ăn cho kia thì ở đây thưa quý vị, nó cũng còn tùy trong cái câu ahara thittika. Mặc dù ở đây chúng ta giải thích là bốn thực, nhưng mà trên thực tế đó, thì ở trong ví dụ pháp, ở trong bản chú giải chỗ này đó, cái câu mà nói ahara thittika thì phải hiểu ở đây là do duyên mà tồn tại, tức là do năng duyên để mà hỗ trợ cho sở duyên. Thì trong đó nó gồm không phải chỉ riêng có ahara thittika không, mà tất cả những cái gì vừa được sanh khởi bởi năng duyên, như là nhân tham sân si, tham sân si là năng duyên cho các pháp đồng sanh, thì như vậy được gọi các pháp đồng sanh đó, nó lấy nhân duyên làm thức ăn. Cũng như câu mà Đức Phật đã nói rằng này Ananda, già chết lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm thức ăn, thì ngài tự trả lời rằng là già chết có sanh làm tập khởi, sanh làm thức ăn. Rồi sanh lấy gì làm tập khởi làm thức ăn thì có hữu, bởi vì hữu duyên sanh, hữu
lấy gì làm thức ăn, làm tập khởi, thì nói rằng thủ do thủ làm thức ăn, làm tập khởi vân vân. Nên như vậy cái pháp nào làm năng duyên thì pháp đó được xem như là trở thành cái vật thực cho làm, trở thành cái thức ăn cho cái pháp sở duyên. Thì đây là ý nghĩa và giải theo trong chú giải của bài kinh này là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đó. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Diên Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú ký trưng thưa tôi tiểu sư, kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, đề tài ngày hôm nay là một đề tài lớn, là một đề tài rất là quan trọng ở trong Phật, và dĩ nhiên là một đề tài mang nhiều cái khía cạnh mà chúng tôi rất là tiếc là hôm nay chúng tôi rất là bận nên không có thảo luận hết, chỉ có thể nói vắn tắt ở trong vài điều. Cũng mong là quý Phật tử để ý. Thứ nhất đó là khi Đức Phật ngày giảng về tướng thực đó, thì ngày giải rằng tất cả những sự hiện hữu, dù là vật chất hay là tâm thức, nó đều tồn tại do điều kiện. Thí dụ như là nói một cái cây nó sống, nó không thể tự nó sống mà nó phải có phân, phải có đất. Các pháp đều có duyên mà sanh, đó là chuyện rất là quan trọng. Có duyên, do duyên mà sanh, do duyên mà tồn tại. Nhưng mà rồi từ đó đó lại có thêm một câu nữa là các pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt. Lấy ví dụ như là ngọn lửa là do nhiên liệu mà nó được thắp sáng, nhưng mà khi mà hết nhiên liệu thì ngọn lửa nó phải tắt. Và điều này nó có một ý nghĩa rất là lớn ở trong thế giới vật chất và ngay cả ở trong thế giới nội tâm của vậy. Chúng ta thường nghe tranh luận là ví dụ như ngày xưa người ta nói rằng có một cái cuộc bàn cãi là tất cả đều là do Thượng Đế tạo nên hết. Thì hỏi rằng như vậy Thượng Đế là ai tạo? Nếu mà tất cả phải do tạo thì Thượng Đế tạo, nếu Thượng Đế không có ai tạo hết, Thượng Đế là đã là Thượng Đế thì không ai tạo hết. Thì cái câu nói đó, lập luận đó nó mâu thuẫn, là bởi vì đầu tiên mình nói rằng tất cả sự hiện hữu nó phải có cái gì đó mới tạo ra, mới có hiện hữu được. Chứ bây giờ không có tạo ra thì lấy gì mà hiện hữu? Nhưng mà khi hỏi rằng Thượng Đế ai tạo thì lại không biết. Thì thưa quý vị, đối với cái nhân sinh quan, vũ trụ quan của Đạo Phật đó, ở theo Phật Pháp đó, thì tất cả Pháp hữu vi là đều sanh khởi là do nhân và duyên. Và nhân duyên đó, đó nó cần cái điều kiện để duy trì. Điều kiện gì đó? Cái đó chúng ta gọi là vật thực. Thì bốn cái vật thực đề cập đến, cái vật thực về vật chất là gọi là đoạn thực. Dạ, rồi cái xúc thực đó là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Nói cách khác là cái sự gặp gỡ nó tạo chất xúc tác, dạ, giữa căn cảnh và thức. Rồi nói đến tư niệm thực, tức là cái chủ trương tạo tác đó, nó tạo ra sự luân hồi mà chúng ta nói là cái nghiệp. Nói thẳng ra là nghiệp, tư niệm thực là nói đến nghiệp. Và thức thực là chúng ta nói đến các cái giác quan. Dạ. Thì đây là một bài học rất là lớn. Lớn ở điểm đó là Đức Phật dạy rõ rồi, tất cả pháp hành đó, nó đều do nhân duyên mà sanh, do nhân duyên mà tồn tại. Và hơn nữa nào, có sanh thì phải có diệt. Nó, Ngài Xá Lợi Phất khi gặp Ngài A Sa Trí đó là chư pháp tùng duyên sanh, diệt cục tùy duyên diệt, tùng duyên diệt. Tức là các pháp do duyên mà sanh thì các pháp cũng do duyên mà diệt. Và bài học này nếu chúng ta đọc kỹ, đó là một bài học rất là lớn. Tại vì trong trong Phật giáo đó, thì thưa quý vị là giáo lý duyên khởi đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và về tướng thực mà đem trở lại giáo lý duyên khởi, đó là một bài học lớn. Chúng tôi rất là tiếc đó là ngày hôm nay đó chúng ta không có thì giờ, mà cũng hơi lấn cấn một chút
vì lý do là đường truyền của Thượng tọa Hồng Tân bị trục trặc. Do đó chúng tôi sẽ đề nghị với xin được đề nghị với Thượng tọa Từ Siêu và vị trí tăng đó, ngày mai chúng ta khoan bước qua bài mới và chúng ta trở lại bài này, bởi vì đây là một bài rất là đặc biệt, rất là lợi lạc cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy chúng ta khi mà một cái vị mà quán triệt và nhận thức về xúc thực thì vị đó sẽ quán triệt về cảm thọ. Một vị mà quán triệt về tư niệm thực thì vị đó quán triệt về ái. Và một cái vị quán triệt về thức thực thì các vị cũng sẽ có một cái ảnh hưởng. Và những ảnh hưởng này trên cả phương diện pháp học và pháp hành đó, nó đều quan trọng hết. Đều rất quan trọng. Thì thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Phật học mà đến từ phương Tây đó, thì khi các vị họ viết những cái bài tiểu luận về tứ thực này thì qua đó họ sững sờ khi đầu tiên họ thấy rằng trong cái một cách nói rất là gọn, gói kém rất là rõ gọn, nhưng mà qua đó Đức Phật ngài đã dạy rất là rõ là hai cái hiện tượng về vật chất cũng như tâm thức đó, nó đều tồn tại do nhân, do duyên. Và điều đó nó là một cái chuyện rất là quan trọng đối với cả thế giới này, đối với phương diện tôn giáo, và nói về Thượng Đế, nói về linh hồn, nói về giáo lý duyên khởi, và kể cả cái tuệ giác, kể cả tuệ giác của một người tu tập và giác ngộ. Vì vậy, bài học này là một bài học lớn. Nó không đơn thuần là cái chuyện mà chúng ta bàn về đồ ăn đúng hay là không đơn thuần là chúng ta bàn về cái chuyện mà hỷ nộ ái ố, không phải như vậy. Mà bài học này nói lên một ý nghĩa rất là to lớn. Rất tiếc là thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay bận không có thể nào mà trình bày hết, nhưng mà xin phép Chư Tôn Đức và để Chư vị giảng sư đặc biệt Thượng tọa Từ Siêu để ngày mai chúng ta trở lại với bài học này. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nói rằng bài học này là một bài học mà cái bản dịch đó làm cho chúng tôi cam đoan với quý vị rằng cái bản dịch này không phải của Hòa Thượng Minh Châu dịch, mà là các vị thêm vào. Ngay cả có một lần một thầy nói với chúng tôi một câu, một thầy bị bắt công đó, nói rằng kinh điển Pali cũng nói rằng của Đức Phật ở trong kinh điển Pali dạy rằng là có thực mới dựng được đạo. Chúng tôi hỏi cái câu đó nói ở đâu vậy đó, thì thầy lại trích cái câu này ra: tất cả chúng sanh là an trú cho ăn uống. Có thể quý vị thấy từ cái chuyện mà tất cả chúng sanh được được tồn tại do cái điều kiện nền dưỡng cấu, mà cái bản sửa này đó, họ sửa một cái bị rồi một người đọc và hiểu khác nữa, thì thật ra ta nói là trật một ly mà đi một dặm và rất là nguy hiểm. Và không có một vị tu sĩ nào hay một học giả nào khi mà học về câu Phật ngôn này tất cả chúng sanh là tồn tại là do những cái dưỡng tố hay là do vật thực. Chúng tôi cũng muốn dùng chữ vật ở đây, tức là đồ ăn cơm bánh, thưa quý vị, không phải là vật thực. Nó là ahara là thức ăn. Thức ăn nói thì nghĩa bóng và nghĩa đen, và nghĩa đen tức là đoàn thực, bằng nghĩa bóng đó, là chúng ta nói về những dưỡng tố, chất dinh dưỡng. Và dinh dưỡng niềm vui của chúng ta nó cũng cần chất dinh dưỡng, giống như nó nói chicken soup for your mind, hay là chúng ta nói về thân thể chúng ta do dinh dưỡng đã đành rồi, nhưng mà có những trạng thái hoặc vui hoặc buồn, hoặc tốt hoặc xấu của nội tâm của chúng ta, về cả nghiệp, cái tư niệm và chủ trương tạo tác, nó cũng là một cái dưỡng tố cho sự luân hồi. Bài học này là bài học rất lớn và rất là quan trọng trong Phật học. Không thể nào chúng ta đọc bài này một cách qua loa mà chúng ta hiểu được. Bởi vì đó, trong này được liệt là một pháp cần phải thắng tri. Thắng tri là biết, mà biết một cách tường tận, biết một cách rộng rãi, chứ không phải biết đơn thuần. Vì vậy chúng ta cố gắng để trở lại bài học này vào ngày mai, và để chúng ta nhìn bài học này qua giáo lý duyên khởi, chúng ta nhìn bài học này qua phương diện pháp hành, và nhìn bài học này qua cái nhìn về nhân sinh quan, vũ trụ quan của Đạo Phật. Tại sao có những câu nói rất ngắn nhưng mà rất là quan trọng? Cái gì có sanh thì phải có diệt, và có sanh đã có diệt. Cái gì nó sanh do duyên thì nó cũng diệt do duyên. Những câu cái sanh do duyên mà sanh mà do duyên mà diệt đó,
những cái câu nói đó, đó thật sự đều có cái cơ sở dựa trên tứ thực này hết, rất là quan trọng. Chúng ta học Phật không thể lơ là với đề tài này. Đây là một đề tài lớn, và do vậy ngày mai này chúng tôi sẽ trở lại cùng với chư tăng để thảo luận cái cặn kẽ, cũng như có các câu trắc nghiệm cho quý vị. Chúng tôi rất là mong là chúng ta sẽ đặc biệt rất là nghiêm túc. Ngài Xá Lợi Phất đã đưa ra một giáo trình Phật học, và giáo trình này không phải chỉ đọc qua loa thôi đâu. Giáo trình này ở trong đó chuyên chở rất là nhiều đề tài quan trọng. Thì xin được bởi vì có bận việc nên chi được mong được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay sớm hơn một chút. Xin kính trân chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô. Sa thu lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã cho chúng con nghe cái lời sau cùng. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tùng Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự vi hành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yes, yeah.